Hi, xin chào các bạn, mình là Minh Đức Game Anh đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái cũng như là đập hộp cũng trải nghiệm cái con iPad Pro M2 năm 2022 của Apple nha bạn. Thì đó thì cái bản của mình là 128GB Wi-Fi không à. Đó, tại vì mình không có nhu cầu sử dụng khác. Thì các bạn trước khi mua MacBook Pro M2 2022 thì các bạn coi video này nha bạn. Mình sẽ review rất là chi tiết và rất là kỹ cũng như là cảm nhận trải nghiệm của mình về cái con MacBook Pro M2 11 inch này ha. À, con này 11 inch. Thì đây, các bạn thấy mặt trước của nó của con MacBook là như vậy nè. Đó, nó có hình đó. Rồi, mặt dưới đó là có hình quả táo nha bạn. Rồi, mặt bên hông nè. Đó, iPad Pro. Đó. À, mặt bên hông là quả táo, vậy là hai cái mặt mặt đáy với mặt trên là quả táo, mặt bên hông là iPad Pro và mặt bên hông là iPad Pro đó, nó là vậy. Đó. Mà còn mặt sau nè. Đó. Mặt sau á thì nó là gì? Ở đây nó có hai cái siêu. Bạn. Hai cái siêu đó, hai cái siêu ở đây và ở đây, nhưng mà mình mua về cái con của mình nó chơi nó xé, nó nghịch, nó xé nên nó không có cái siêu. Thì đó, các bạn có thể thấy là cái bản là 128 GB iPad Pro 11 inch thế hệ thứ tư nè, wifi không nha. Đó, cái dòng chữ này bao gồm này, cái một cái iPad Pro 11 inch USB-C, cái cáp sạc USB-C và cái cục adapter USB-C nha. Đó. À, thì nó ấy thôi, yêu cầu gì đó, một vài gì đó. Đó. Còn cái này là có cái số seri. Cái mã cái hiệu của mình là mã là LL, là hàng của Mỹ nha bạn. Đó, hàng của mình là hàng của Mỹ, mình không có chơi hàng của Việt Nam. Thì đây là cái số seri. Đó. Thì cái số seri này mình các bạn có thể lên trên web với bạn tra để là để biết là cái active chưa đó. Thì do là mình cũng chưa mở nữa, do con mình nó cho nó nghịch, nó xé cái siêu rồi. Thì thôi bây giờ mình mở hộp luôn như vậy, khỏi cần xé siêu, mình mở hộp luôn như vậy đó. Rồi mở hộp này. Nó hơi cứng rồi đó, đẩy đẩy đó. Rồi cái hộp nó không có gì đó, này ha, cái hộp nó không có gì đó. Đó. Rồi cho nó nằm đây. Rồi, cho nó ra luôn đi, nó qua đây cho rộng. Rồi. Thì ở đây nó có cái tờ giấy siêu như vậy. Đó, mặt phía trên là gì? Đó. Dở ra. À, nó là con iPad của mình đây. Đó, ngoại hình. Đó. Nó là gì? Thôi mình để quên, để mình coi cái gì sau sau đó mình sẽ ấy sau như vậy. Đó. Đó, để quên đó iPad. Thì trong cái hộp này bóc ra tiếp đó. Thì nó có một cuốn sách catalog cho bạn đó, cuốn sách catalog, cái hộp catalog cho nên có gì đây. Rồi, hai cuốn, ba. Rồi à, trước mắt là nó có cái hai cái logo hình quả táo để mình dán mình chơi này. À, còn cái tờ giấy này là nó cũng giới thiệu an toàn thôi, à bảo hành 1 năm ha bạn ha, nó ghi này Apple One Year Limit Warranty Summary nào, bảo hành 1 năm này. À, tờ giấy đó, tờ giấy thì cũng không có gì các bạn ha. Rồi cái iPad, cái cuốn sổ, cái tiếp ghi chú ha. Đó. Thì nó có dạng như gương mặt nè, nút volume nè, nó sử dụng được bút chì nè, cổng gì thể là USB 4 chấm nè, Control Center là mình các bạn quẹt dưới đây nè, nó chạy lên, còn dock thì đẩy quẹt dưới đây, kết nối thông minh luôn à, ở dưới đây nè, Smart Map nè. Thì cái tiếp này chắc cũng không có gì vậy. Các bạn cứ vô cái video của mình coi thì mình review kỹ, mai mốt các bạn có thể ấy thôi,
muốn khói gương mặt thì các bạn vuốt lên đây thì nó nhận diện gương mặt thôi, cái này vẽ thôi, không có gì à. Đó, còn cái này chúng con còn cái gì có gì đâu à. Cái này nó có dày dày nhưng mà không còn mở nữa bạn, nó làm cho cứng thôi bạn. Đó, nó làm cho cứng thôi, cái này không có gì nữa. À, rồi gom lại bỏ vô đây cho nó gọn nha. Đó, gom lại bỏ đây. Đây, thích cơ nữa mình cho nhóc mình chơi, tụi nó phá chơi này đó. Đó, đậy lại vậy thôi. Rồi, đó. Đây này để qua đây, qua bên luôn. Rồi, à, cái này là cái cáp sạc này, rồi cái bằng dù vậy. Các bạn có thể thấy là dễ dù vậy. Đó, rất là chắc chắn luôn. À, hai cái đầu á, đây mình mở ra luôn cho. Đó, chứ hai cái đầu tai xi nó hai tờ hoặc tai xi nè. Cái vải này vải dù như vậy, xài chắc là bền, rất là bền luôn. Đó, đó, vải dù. Đó. À, cái củ sạc này của Mỹ nha bạn. À, cái chấu hai chân là của Mỹ. Đó. Không biết có phải hai chân của Mỹ không? Thì đó, nó có ghi nè. Khoảng 20W nha bạn. Đó. Cái cục này đi theo 20W. Gần lên cho các bạn. Rồi mình cũng không thấy gì, chỉ thấy 20W thôi. À, chữ nó in màu á, thôi được rồi, chỉ biết cái cục này là 20W thôi, còn tiêu chuẩn ấy đó. Một đầu là cắm vô đây thôi. Đó. Rồi một đầu là cắm vô cái cổng sạc thôi, nó là vậy thôi. Đó. Rồi. Mình tạm thời mình ở đây đây. Còn gì nữa không? Rồi hết rồi bạn. Đó. Rồi. Hết luôn, như đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi. Thì đó, tóm lại nó gồm có cái con máy nè. Cái hai cái củ sạc. Đó, cái sợi dây. Cái củ sắt cạch lô. Và cái hộp thôi. Đó, rồi. Đó, vậy thôi mình bỏ này qua bên đây. Qua là mình coi cái máy của mình nha. Cái iPad của mình đó, đó. Nó là mặt trước nó gì này. Đó, mặt sau nó là gì này. Đó, mặt sau nó còn in sale rồi đó. Đó, tổng thể là vậy, trước khi có hai cái nút nguồn nha, cộng camera nè, cộng camera quay cho bạn coi rõ nè. Đó, rồi nó thay dòng chữ Ambassador nhỏ nhỏ nè. Đó, thì đó rồi mình lọc siêu luôn đó. Đó, cho bạn coi lọc luôn, xài luôn à. Đó, cái này đó, rút ra thôi. Đó, đó, cái máy của mình. Đó, cái này là cái hộp giấy của nó này. Hộp giấy nè. Đó, không có gì, bỏ qua bên. À, cái này là iPad của mình, iPad Pro của mình. Đó, bạn thấy không? Mặt trước nè. Các bạn kiểm tra coi nó có chạy không. Đó, mặt trước nè. Mặt bên hông thì nó có hai cái nút volume. Mặt phía trên là có hai cái cụm loa như vậy. Cụm loa này, cái nút nguồn. Nhập bên hông này là không có gì hết. Đó, cái lỗ này không biết lỗ gì tại vì mình không có xài cái sim. Còn mặt sau này. Mặt sau thì nó chỉ có cái dòng iMac Pro với cái kết nối thông minh thôi. Cụm camera thôi. Rồi, bây giờ mình khởi động nha bạn. Thì cái nút nguồn đây nè. Đó, nhấn đây cái. À, nhấn đây cái rồi. Giữ luôn mấy giây coi. Đó, đó nó lên rồi bạn. Nhấn giữ mấy giây thôi bạn. Đó lên rồi bạn. À, giữ mấy giây lên. Đó. Chờ xíu nha bạn. Nó khởi động hơi lâu. Đó. Đó. Nó đây chữ là hello nè. Rồi nó kêu mình vuốt lên nè. Vuốt nha. Vuốt lên nè. Rồi chọn ngôn ngữ bạn. Thì các bạn của mình là
Nãy coi có tiếng Việt không? Bản hàng Mỹ thì có tiếng Việt không? Có tiếng Việt luôn à. Chọn tiếng Việt luôn nha bạn. Chọn quốc gia học vùng của bạn luôn. Mình chọn mình thiết lập thủ công luôn nha. Đó. Ngôn ngữ ưu tiên là tiếng Việt, tiếng Anh rồi. Đọc chính tả. Rồi. Tiếp tục luôn này. Wi-Fi. Rồi. À, wifi của nhà mình thôi. Rồi, kết nối nha bạn. Mật khẩu wifi không đúng. Lại coi. À, kết nối wifi thôi, còn thôi cái nữa mình kết nối sao vậy? Rồi cái đợi tính nó sau đây nha, mình nó để mình hỏi lại wifi coi. Rồi tiếp tục này. Mình đã gõ vô cái password mà xong mà tại vì mình lâu quá mình không xài password á mình quên mình sẽ hỏi lại. Rồi mình đã gõ vô password cái kết nối wifi mình rồi. Đó, nó kêu là dịch vụ quyền riêng tư này. Thì mình cứ tiếp tục đi. Rồi cái phát ID rồi đó mình thiết lập sao cũng được đó, tạo một mật mã riêng mình cho là 9 số 9 đi, 6 số 9 nha bạn. Rồi vẫn sử dụng nhưng tại vì mật mã dễ đoán nhưng mà thôi rồi sử dụng mình tính sao 1 2 3 4 5 6 đó. Rồi rồi nó kêu mình cài đặt là dữ liệu ứng dụng này, khoa một máy tính này, không chỉ dữ liệu luôn, Apple ID, bây giờ cái này để mình thiết lập sao, mình nhắn là đã quên mà khỏi không có Apple ID đi đây, đó, mình gọi là thiết lập sao trong cài đặt cũng được nha bạn, không sử dụng, đó, đồng ý này. Đó, tiếp tục này luôn cập nhật tắt định vị luôn định vị rồi thiết lập sao trong cài đặt luôn bạn cài đặt Siri rồi lâu lắm rồi thời gian sử dụng này thiết lập sao trong cài đặt luôn không chia sẻ nha bạn phân tích đi không chia sẻ luôn giao diện sáng tối thôi mình chọn sáng nha cái này cũng không quan trọng đó. Rồi đó là cái giao diện nó vô lại gì bạn đó. Đó, iPad Pro đó nó giao diện là gì bạn đó. Toàn bộ các bạn coi nó là xong luôn rồi. Nó không còn lướt qua nó có cái này nữa nè đó. Đó, lướt qua nó có cái này lướt qua nữa coi có nó là có cái này có thêm cái gì là 3 cái lướt nha bạn đó 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 mình thấy là rất là nhẹ bạn đó, lướt lên lướt xuống có cái phím này nữa pin pin nó còn 6 mấy% này có thời tiết này đó. Có mây rồi từ lưa ha bạn ha đó Apple TV nêu tin tức bản đồ rồi ha nhấn xuống này này cái nhấn xuống này rất là mượt cảm nhận mình rất là mượt các bạn đồng hồ à múi giờ rồi ha đó. Chạy ra nhiệm luôn mình vuốt lên mình vuốt lên là tắt cũng giống như cái kia thôi rồi đó vuốt này kính lúp này rồi tùm lum phím tắt rồi tùm lum rồi rồi để mình vô web cho thử nha vô web thử là mình dùng cái con Safari của nó này một ưa thích này mình dùng Apple luôn Việt Nam luôn continue luôn rồi nó quảng cáo thôi bây giờ mình mua một cái trang web nào đó ví dụ là Vietnamnet nha .vn thì phải .vn đó rất là nhanh bạn rồi rất là mượt luôn bạn
rồi đó. À, rất là nhanh rất là mượt luôn. Rồi rồi mình thử à, rồi mình xay là nó xay theo nha bạn đó, mình xay là xay xay nó không xay theo mình do mình không kịp đặt quá đó, nó xay theo nè đó là thấy không đó, mình khó lại nó không cho nó xay nữa là cái này đó. Rất là mượt các bạn đó. Ok nè, để sao đây ha, à, tin nhắn là tùm lum nhắn rồi thì, chừng nào có ai đi đấy rồi có tin tức là nó như có làm tin ở là Apple nêu rồi sao tin nêu rồi đó đó đó. Rồi sau khi mà mình thấy mình cài đặt mình cài đặt rồi mình rước web thử rồi đó, thì mình thấy rất là mượt nha bạn đó, mình thấy rất là mượt, đây là không có cái gì mà phải phàn nàn hết đó. Các bạn có tiền thì cũng nên mua cái đó, bàn phím thôi chạy rất là mượt đó, một cái để sử dụng nha bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem tới video tới giờ phút này nha bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share, subscribe để mình làm nhiều video hay hấp dẫn nữa nha. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.